Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, uy tín của nhà lãnh đạo Pháp đã bị sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Đảng Trung Dung của Thủ tướng Emmanuel Macron đang phải chật vật duy trì sự ủng hộ trước thềm cuộc bầu cử quốc hội gồm hai vòng sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 6 và mùng 7 tháng 7 tại tỉnh Haute-Savoie, giáp biên giới với Thụy Sĩ. Mọi thứ ngày càng khó khăn hơn khi nhà lãnh đạo Pháp đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ các cử tri và đồng minh quan trọng, cũng như bị bỏ xa bởi đảng cực hữu đối thủ. Nhiều người dân Pháp đã từ bỏ sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo nước này. Paul Gouy, một doanh nhân đến từ dãy Alpes của Pháp, vốn hai lần bỏ phiếu ủng hộ ông Macron, giờ đây đã nghiêng hẳn về đảng cực hữu nhằm phản đối các chính sách kinh tế tự do của Tổng thống Pháp Macron. Theo một quan chức Pháp, nhiều cử tri cho rằng các chính sách của nhà lãnh đạo này đang khiến cho cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn, cũng như gây ra tình trạng bất ổn an ninh. Không những vậy, theo tờ Bloomberg, các đồng minh của ông Macron có thể sẽ không còn dành sự ủng hộ cho ông do vị thế và uy tín của nhà lãnh đạo Pháp đang sụt giảm nghiêm trọng. Tờ báo này cũng cho biết, sau khi ông Macron kêu gọi bầu cử quốc hội sớm vào đầu tháng này, nhiều đồng minh của ông đã ngay lập tức phản đối động thái trên. Theo các nguồn tin, ngay cả những đồng minh thân cận nhất như Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire và Thủ tướng Gabriel Attal cũng đang giữ khoảng cách với ông Macron. Theo Bloomberg, hầu hết các ứng cử viên ủng hộ chính phủ đều không đưa ra hình ảnh của Tổng thống vào các áp phích hoặc tờ rơi tranh cử do danh tiếng của ông Macron đã bị suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số quan chức cho rằng điều này là hết sức bình thường do đây là cuộc bầu cử quốc hội. Phát biểu vào hôm thứ Hai, ông Macron cho biết, cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Pháp có thể dẫn đến nội chiến nếu phe cực hữu hoặc phe cánh tả lên nắm quyền. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh rằng chỉ có liên minh cầm quyền trung dung của mình mới có thể ngăn chặn điều đó xảy ra, đồng thời cho rằng cả đảng tập hợp quốc gia cực hữu và đảng cánh tả France Anbao đều ủng hộ các chính sách gây chia rẽ. Vị thế của ông Macron đã giảm sút nghiêm trọng trong những tháng gần đây và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng của ông đang kém xa đảng tập hợp quốc gia cực hữu. Nhà lãnh đạo Pháp luôn bày tỏ thái độ ủng hộ Ukraine, đồng thời nhiều lần ngỏ ý muốn gửi quân đội đến hỗ trợ Kiev. Tuy nhiên, đối lập với ông Macron, ông Jordan Bardella, lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu khẳng định nếu trở thành Thủ tướng Pháp, ông sẽ không gửi quân đội hoặc tên lửa tầm xa tới Ukraine. Hôm 10 tháng 6, ông Macron đã tuyên bố giải tán Quốc hội và kêu gọi một cuộc bầu cử sớm sau khi Đảng Tập hợp Quốc gia đánh bại liên minh cầm quyền của ông trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. Thưa quý vị, cuộc bầu cử của Liên minh châu Âu-EU vừa gây sốc trên khắp châu lục, cho thấy những dịch chuyển đáng kể trong nền chính trị và báo hiệu sẽ có những thay đổi về động lực địa chính trị ở lục địa này trong thời gian tới. Kết quả lần này gây ra sự xáo trộn lớn đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các đảng xanh trên khắp châu Âu, nhất là ở Đức. Cuộc bầu cử cực kỳ thảm khốc đối với ông Macron và các đồng minh khi liên minh ủng hộ Liên minh châu Âu-EU của ông hứng chịu thất bại nghiêm trọng, thua xa Đảng Mặt trận Quốc gia RN, cực hữu của bà Marine Le Pen. Đảng Mặt trận Quốc gia RN giành được 31,5% số phiếu, trong khi liên minh của ông Macron chỉ giành được 15,2%, buộc nhà lãnh đạo Pháp phải giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm, dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 6 tới và vòng 2 vào ngày 7 tháng 7. Diễn biến này cho thấy mức độ khủng hoảng chính trị ở Pháp và vị thế bấp bênh của Tổng thống Emmanuel Macron. Còn tại Đức, Đảng Xanh cũng vấp phải bước lùi nghiêm trọng, đánh mất một phần đáng kể so với sự ủng hộ mà họ đã nhận được trước đây. Với chủ trương ủng hộ mạnh mẽ các chính sách về khí hậu và hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đảng này chỉ nhận được 11,9% phiếu bầu, thấp hơn rất nhiều so với mức 20,5% trong cuộc bầu cử lần trước. Mức sụt giảm này cho thấy sự vỡ mộng của cử tri đối với thỏa thuận xanh mới và chương trình nghị sự Davos. Một xu hướng đáng chú ý trong cuộc bầu cử lần này là sự quay lưng với các nhà lãnh đạo ủng hộ việc can dự quân sự vào Ukraine. Là người lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc cung cấp vũ khí hoặc thậm chí là đưa quân tới Ukraine, Tổng thống Pháp Macron giờ nhận ra rằng ông đang ở thế thua cuộc khi cử tri ngày càng phản đối việc tiếp tục cuộc xung đột với Nga. Cử tri Đức cũng quay lưng lại với các đảng ủng hộ lập trường cứng rắn với Nga. Kết quả bầu cử ở Pháp làm dấy lên các cuộc khảo sát về khả năng thay đổi chính trị tiềm tàng ở Đức. Sau khi đảng AfD cánh hữu và đảng BSW mới thành lập đạt được kết quả đáng kể, áp lực lên chính phủ Đức ngày càng tăng.
AFD giành được 15,9% phiếu, còn BSW giành được 6,1%, mức được đánh giá là đáng chú ý đối với một đảng mới. Được biết đến với chính sách hướng tới hòa bình, hai đảng này đã tận dụng uy tín ngày càng giảm của Đảng Xanh và Liên minh cầm quyền. Khi Đức sắp tổ chức đợt bầu cử cấp bang ở khu vực phía đông, nơi AFD và BSW được ủng hộ mạnh mẽ, khả năng cao là hai đảng này sẽ giành được nhiều ảnh hưởng hơn. Nếu AFD đạt được kết quả tương tự ở Saxony, đảng này sẽ gần đạt được đa số tuyệt đối và có thể thành lập chính quyền bang. Một kết quả như vậy có thể đe dọa sự ổn định của chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz, từ đó có thể dẫn đến cuộc bầu cử quốc gia mới. Ngay sau khi kết quả bầu cử trở nên rõ ràng, Tổng thư ký đảng CDU đối lập Carsten Linnemann đã kêu gọi Thủ tướng Olaf Scholz kiến nghị quốc hội tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm. Điều này có thể dẫn đến cuộc bầu cử mới nếu ông không được đa số trong quốc hội tín nhiệm. Những thành tựu của AFD và BSW, cả hai đều ủng hộ việc chấm dứt xung đột tại Ukraine, cho thấy những thay đổi địa chính trị có mức độ rộng lớn hơn. Các đảng này cùng với những nhân vật như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh vai trò của ngoại giao hơn là giải pháp quân sự. Nếu các lực lượng chính trị này giành được nhiều quyền lực hơn, châu Âu có thể sẽ phải trải qua những thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận đối với cuộc xung đột Ukraine và quan hệ với Nga. Thưa quý vị, khoảng chục năm trước, Jordan Bardella vẫn là một thiếu niên, dành hàng giờ sau khi tan học để chơi game. Ngày nay, nhà lãnh đạo 28 tuổi của Đảng Tập hợp Quốc gia RN có thể sẽ trở thành Thủ tướng Pháp trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, chỉ sau vài tuần nữa. Sau cuộc bầu cử quốc hội theo hai vòng, vào ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7, đảng của ông Bardella có thể giành đủ số ghế để thành lập chính phủ. Con đường thăng tiến nhanh chóng của một người vô danh lên đỉnh cao được bà Marine Le Pen bảo trợ là điều hiếm thấy trong nền chính trị Pháp hiện đại. Là con trai của cặp vợ chồng gốc Ý, ông Bardella lớn lên trong khu nhà ở xã hội ở Seine-Saint-Denis, một vùng ngoại ô đa văn hóa nằm ở phía bắc của thủ đô Paris. Ông Bardella nói với báo Le Monde: "Tôi xuất thân ở đó, đó là một phần lịch sử của tôi và gia đình tôi. Tôi tham gia chính trị vì tất cả những gì mà tôi đã trải qua ở đó." Ông Bardella nhớ lại cảnh những kẻ buôn bán ma túy tụ tập trên chiếc ghế sofa tồi tàn ở đầu cầu thang bên ngoài căn hộ của ông. Chính trị gia trẻ tuổi này thu hút 1,5 triệu người theo dõi trên trang TikTok và thường xuyên nhận được đề nghị chụp ảnh selfie tại các sự kiện tranh cử. Khẩu hiệu "Nước Pháp đang biến mất" là một phần trong chiến dịch vận động chống nhập cư của đảng RN. Ông Bardella gia nhập đảng RN khi mới 16 tuổi. Cùng năm đó, năm 2012, lãnh đạo đảng Marine Le Pen lần đầu tiên thất bại trong cuộc tranh cử Tổng thống Pháp khi bà chỉ về đích ở vị trí thứ ba. Trong hai cuộc bầu cử Tổng thống tiếp theo vào các năm 2017 và 2022, bà Le Pen, con gái của người sáng lập đảng RN, Jean-Marie Le Pen, giành được tỷ lệ phiếu bầu cao hơn. Năm 2022, bà Le Pen đưa ra quyết định mang tính chiến thuật là bổ nhiệm một ứng cử viên trẻ tuổi làm lãnh đạo đảng. Điều này giúp bà tập trung vào nỗ lực tranh cử Tổng thống năm 2027 và tiếp tục đổi mới hình ảnh của đảng, đồng thời đổi tên đảng từ Mặt trận Quốc gia thành Tập hợp Quốc gia vào năm 2018 để loại bỏ những ảnh hưởng còn lại của cha bà. Ông Bardella được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch đảng từ năm 2019. Cùng năm đó, ông trở thành nghị sĩ trẻ thứ hai trong lịch sử của châu Âu. Ông cũng từng là người phát ngôn của đảng RN và chủ tịch nhóm thanh niên Generation Nation, Thế hệ Quốc gia. Trước đây là Mặt trận Thanh niên Quốc gia, với sự hướng dẫn của cựu nhà báo Pascal Hummel. Các chuyên gia cho rằng bà Le Pen coi ông Bardella là sự đầu tư tốt cho tương lai vì ông có gương mặt trẻ trung, tươi tắn mà bà có thể kiểm soát. Các chuyên gia nhận định ông ấy nổi tiếng là người đi theo đường lối của đảng hơn là có suy nghĩ riêng, đồng thời có khuôn mặt rất thành tú, phù hợp với chương trình của bà Le Pen. Thủ tướng đương nhiệm của Pháp Gabriel Attal trở thành người trẻ nhất đất nước từng đảm nhận vai trò này ở tuổi 34, cũng là thủ tướng đồng tính công khai đầu tiên khi ông được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm vào tháng 1 năm nay. Ông Bardella dùng tài khoản TikTok với 1,5 triệu người theo dõi và các nền tảng mạng xã hội khác để thu hút những người trẻ tuổi ở Pháp. Dù là con của người nhập cư, ông Bardella luôn đề cao khẩu hiệu chống nhập cư của đảng RN. Ông nói tại một sự kiện vận động: "Nền văn minh của chúng ta sẽ chết bởi vì nó sẽ bị nhấn chìm bởi những người di cư, những người sẽ thay đổi phong tục, văn hóa và lối sống của chúng ta một cách không thể thay đổi được." Đảng RN hứa hẹn sẽ xếp những người nhập cư xuống cuối danh sách được cấp nhà ở xã hội và các phúc lợi khác mà công dân Pháp được hưởng.
ông Bardella có thể trở thành cháu rể tương lai của người sáng lập đảng vì ông hẹn hò với cô Noël Olivier, cháu gái của ông Le Pen từ năm 2020. Trong bài phát biểu mới nhất, ông Bardella cho biết sẽ không nhận chức thủ tướng trừ khi đảng của ông giành được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội, vì ông sẽ không có quyền tự do hành động với cuộc sống hàng ngày của người dân Pháp. Các cuộc thăm dò cho thấy, đảng RN đang trên đà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hứng chịu thất bại đau đớn trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào đầu tháng này. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định, đa số tuyệt đối trong quốc hội gồm 577 ghế để cho phép RN thông qua luật và quản trị mà không cần có sự tham gia của các đồng minh từ đảng Trung hữu, có vẻ vẫn nằm ngoài tầm với của đảng RN.